Hey Brian, chào các bạn đã quay trở lại channel Hello Atlanta. Thì Brian hiện tại đang có mặt ở tại sân bay Atlanta để chuẩn bị đi chơi ở một cái thành phố. Thì tới đó thì mình sẽ cho các bạn biết đó là thành phố nào. Thì cách đây cũng gần đó các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày lễ July 4, ngày lễ độc lập ở nước Mỹ. Thì chuyến bay ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có biết được những cái vấn đề gì ngày hôm nay hay không về cái mùa dịch bệnh này. Thì bây giờ là mời các bạn theo chân của Brian để chúng ta đi thử cái chuyến bay ngày hôm nay. Thì đây là hãng máy bay Spirit các bạn. Ngày nào mình chưa bao giờ đi cái hãng máy bay này. Thì giá vé rất là rẻ, trong cái khoảng thời gian này là người ta không đi chơi nhiều. Thì giá vé chỉ có 350 đô dành cho 4 người, thì đổi ra thì một người khoảng 90 đô thôi các bạn. Rất là rẻ, tại vì người ta không đi chơi nhiều. Các bạn thấy là sân bay khá là vắng. Alright, còn cái chuyến bay như thế nào thì mời các bạn theo chân của Brian ngày hôm nay nha. Ok các bạn thấy là sân bay ngày hôm nay nói chung thì nó khá là vắng, nói chung là vắng hơn bình thường rất là nhiều. Tại vì trong cái mùa dịch này thì nói chung rất là vắng. Thì nói chung là lần đầu tiên là đi máy bay trong cái mùa này luôn. Thì để coi là máy bay nó có đông khách hay không. Thì hãng Spirit này trước mình chưa có vời đi. Đây là hãng giá máy bay giá rẻ các bạn. Giá rẻ không biết nó có delay gì hay không nữa. Thì chúng ta bây giờ đi tới cái chỗ quầy để in vé thử nha các bạn. Các bạn thấy phía trước à, vắng hoe à. Ngày trước sân bay này rất là bận rộn. Bây giờ là các bạn đi máy bay thì phải đeo khẩu trang các bạn, phải đeo. Còn không có đeo là đi xuống máy bay luôn. Ok các bạn, thì sau khi mà mình tự check in bằng cái máy đó thì mình in ra cái vé máy bay luôn. Thì có khoảng đặt vé thì đi thì có 90 đô thôi. Ok, thì rất là rẻ. Thì bay qua thành phố nào thì các bạn sẽ biết được ha. Thì bây giờ là chuyến bay là lúc 2:30. Bây giờ mình sẽ đợi một chút xíu là mình vô cái chỗ checkpoint ha. Kiểm tra an ninh rồi đó. Rồi xong rồi mình sẽ vào trong. Rồi, các bạn thấy không? Đây là cái khu kiểm tra an ninh là checkpoint, là không có ai hết. Đó, vắng hoe luôn, cho nên là giống như là hồi mình nghĩ là mình đi máy bay chắc mình bao luôn chứ máy bay á. Tại vì bây giờ là cũng không có nhiều người đi. Hay là người ta ngồi chắc sẽ rất là thưa các bạn ha. Các bạn thấy không, khu vực này ngày lúc trước có rất là đông đó, người ta có thể là đi rất là nhiều đó, xếp hàng rồng rắn luôn, rất là nhiều. Còn bây giờ các bạn thấy không, đó, các bạn thấy không, ngày xưa là ngày trước là xếp hàng từ đây luôn. Nó dài rồng rắn tút bên kia luôn, rất là đông nha. Đây là một trong những sân bay bận rộn nhất trên thế giới. Thì ngày hôm nay là mình có thể thấy đây là sân bay có thể là một trong những sân bay gọi là vắng nhất thế giới đó các bạn. Đó, vắng. Tại vì bây giờ người ta không có bay nhiều, người ta chọn cái phương án là lái xe. Đó, thì lái xe thứ nhất là người ta có thể tự chủ được cái chỗ đi, người ta cũng không có muốn đi chung với người khác. Đó, thì người ta sợ gây bệnh này nọ. Đấy. Còn tại vì mình đi cái chỗ này hơi xa, mình lái thì rất là mất thời gian cho nên mình phải đi thôi. Với lại lúc mình đặt vé rất là lâu rồi, lúc mình đặt vé thì cái dịch bệnh các bạn nói nó chưa có bùng phát mạnh trở lại. Đó, thì ngày hôm nay tới ngày thì phải đi thôi. Ok, thì chuyến bay như thế nào thì mời các bạn lên chuyến bay thì chúng ta sẽ biết. Còn cái khu vực checkpoint này các bạn thấy là bây giờ là rất là ít người ha, mình nghĩ là sẽ tốn nó không có nhiều thời gian lắm để mà qua cái khu vực checkpoint này. Ok các bạn, cái hãng Spirit này á nó không cho mang hành lý nhiều. Các bạn muốn hành lý lớn các bạn phải mua. Rồi nó chỉ cho mấy cái ba lô rồi thôi. Đó, to đùng luôn. Thank you. Take a shower. Take a shower. Đó, nhân viên xịt cái này cho rửa tay các bạn. Đó. Thấy không, vắng hoe luôn. Ok các bạn, đó bây giờ là mình sẽ đợi cái tàu này. Bây giờ lúc trước là người ta đứng ở đây đầy luôn, bây giờ là giống như là mình sẽ bao luôn cái train này để mình đi. Còn chiếc máy bay biết mình có bao hay không thì lên đó mới coi biết được, mà không có người ta đi đợi nhiều. Chỗ rửa
rửa tay đi cho các bạn rửa tay ha, mấy cái hand sanitizer ai muốn rửa tay rửa, tức là mỗi một cái chỗ một khoảng người ta sẽ để cái hand sanitizer cho mình rửa tay thường xuyên luôn. Ok các bạn, sau khi bước ra khỏi tàu thì chỗ này cũng không có ai luôn. Vắng vẻ luôn á, lần đầu mà đi máy bay mà nó vắng vậy. Rất là thoải mái, không ai chen lấn hết, không ai giành. Cầu thang cũng không ai đi luôn, lúc trước là nườm nượp luôn các bạn, trước là rồng rắn rồi đi cho ảnh quá trời quá đất. Ok các bạn, mình vừa bước lên khỏi cái cầu thang cuốn thì bây giờ mình sẽ đi tới cái cổng Y11. Nói thiệt là chưa bao giờ mà đi sân bay mà nó vắng như vậy ở Mỹ, đặc biệt là cái sân bay này, sân bay bận rộn nhất trên thế giới nhiều năm liền. Thì ngày hôm nay là mình có thể đặt ở đây là một cái danh hiệu mới là sân bay vắng vẻ nhất thế giới, là một trong những cái sân bay vắng vẻ nhất thế giới. Thì đa số là nhân viên, mình thấy ở đây nhân viên đi tới lui nhiều, nó đóng cửa hết trơn à. À, ở đó chỗ này là cái chỗ này là information, người ta muốn hỏi thông tin gì đó, đi đâu đâu chuyến bay gì đó hỏi đây. Còn chỗ này ăn uống đó không có ai ăn luôn, đóng cửa hết luôn, đóng mà bây giờ quạt thêm mấy cọng dây này nữa ha. À, nói chung là vắng tanh luôn á. Chỗ này có thể gây là gọi là cái khu này là chết luôn các bạn. Khu này là food court, McDonald's nè, right, rồi Indian Express, rồi mấy cái cà phê gì đó đây đóng sạch hết luôn, chẳng có một ai. Bây giờ lên máy bay mà bây giờ chỉ còn mình với phi công nữa là thôi luôn. Đấy, bây giờ các bạn thấy nguyên cái khu vực cái hall ở chỗ này là không thấy người ta đi nhiều, có lác đác một vài người đi thôi các bạn ha. Mấy cái shop ở chỗ này đóng cửa luôn. Ngày lúc trước thì mình lên đây á, mình đi á, quay cho các bạn xem cái video cái phi trường ở Mỹ vắng tanh á, thì mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi, mình không đi vô được. Thì ngày hôm nay có dịp đi máy bay thì cho các bạn coi ở bên trong sân bay Mỹ Atlanta, còn một bóng người. I mean, những cái shop này đóng cửa hết luôn rồi. Michael Kors, whatever, nguyên cái giải này đóng hết. Đây là cái khu vực ngồi đợi máy bay. Đây là cổng Y11, Y12, không có ai ngồi đây luôn. Đây là tình hình thực tế tại sân bay Atlanta các bạn. Các bạn thấy không? Rất là im lặng, không có một tiếng động gì luôn. Đây, cái cổng Y11 là chút xíu nữa chuyến bay mình sẽ bay ở bên này. Đấy. Cũng có một vài người ngồi lác đác, cũng không có nhiều lắm. Concourse D là những cái khu vực mà những cái cổng đi ha. Thì các bạn thấy là cổng đi thì người ta mở cửa cho các bạn nhìn xung quanh. Đây, các bạn nhìn xung quanh luôn. Thì đây là cổng đi ha, người ta một số nhà hàng ở đây vẫn mở cửa cho người ta vô ngồi uống nước hay là mua đồ ăn. Còn ở bên Y và F á, là đóng cửa hoàn toàn luôn. Tuy nhiên thì không phải 100% mở hết, có những cái shop bên này vẫn chưa mở, những cái chỗ đồ ăn vẫn chưa có mở, không có mở. Sau khi mình hỏi nhân viên thì mình muốn tìm mua nước uống á, thì khu vực Y và F đóng cửa hoàn toàn hết luôn, sạch bóng người luôn.
các bạn thấy đây là khu vực đi ha. Rồi các bạn có thể đi những cái cổng chẳng hạn như ABC, D, T là mở cửa, còn EF là đóng cửa hết. Đây qua đây thì thấy đây đông đúc trở lại nè các bạn. Nói chung bên này vẫn bình thường. Nói chung nhưng mà khách thì không bao giờ đông nhiều như hồi trước nữa các bạn. Bên này vui hơn chồng ha. Dạ, bên này các bạn thấy đông đúc hơn. Còn bên mình chỗ mà mình đi đó, cái cổng Y đó là coi như là không có một ai luôn, vắng hoe. Bên này thì tập trung mấy cái hãng máy bay của Delta nhiều các bạn, tại vì Delta là cái trụ sở chính của nó nằm ngay tại Atlanta này, cho nên thì người ta đi Delta rất là nhiều. Thì những chuyến bay bên mấy cái cổng này thì Delta nằm nhiều cho nên người ta đi đông hơn. Excuse me. How much is a baklava? $3. $3. I could buy a whole case for that. Oh, man. No choice, sir. No choice. I think I do need it, though. Yeah. Yes. All right. Enjoy the pork. Okay. Ok các bạn, thì trên màn hình đây là các bạn thấy là đây là màn hình của hàng loạt các chuyến bay ở trong nước, nội địa của nước Mỹ ha. Nước Mỹ có 50 tiểu bang các bạn, và người ta di chuyển đi lại rất là nhiều. Thì các bạn thấy là hầu hết tất cả những chuyến bay ở đây là đều on time, tức là đều tới đúng giờ hết. Chỉ có một hoặc là hai hay là một vài cái chuyến bay bị cancel thôi. Thì các bạn thấy là hầu hết đa số những cái chuyến bay này thuộc hãng Delta. Các bạn thấy, các bạn thấy rõ không? Thì tại vì Delta là cái trụ sở chính nằm tại Atlanta, cho nên thì những cái cổng nào mà có hãng máy bay Delta đó bạn, thì nó sẽ đông khách hơn. Thì mình đi hãng Spirit. Hãng Spirit là màu vàng vàng. Thì các bạn thấy nó chỉ lác đác một vài chuyến bay của hãng Spirit thôi, còn lại thì người ta đi những hãng Delta. Thì hầu hết thì các chuyến bay trong khoảng thời điểm hiện tại các bạn giá rất là rẻ, cho nên nếu mà có cơ hội đi Delta thì họ cũng có thể đi Delta. Nhưng mà mình thì đặt Spirit để lần đầu mình đi, để mình trải nghiệm như thế nào. Đây là chuyến máy bay, đây là hãng máy bay giá rẻ các bạn. Thì hầu hết là các chuyến bay trong nước Mỹ đều vận hành rất là nhiều ở đây các bạn thấy không. Từ cái bảng từ bên kia kéo dài bên này là tất cả những cái chuyến bay ngày hôm nay sẽ bay trong nước Mỹ. Bây giờ ngồi đợi nãy giờ thì người ta vô ngồi đợi rất là đông. Thì nguyên cái khu vực cổng Y này là các bạn đi thấy chỉ có một cái chỗ này là đông thôi. Rồi chuyến bay này sắp bay cho nên đông thôi. Ok các bạn, thì sau khi mà chuyến máy bay trước mà đáp xuống thì người ta phải lên, người ta phải lau chùi sạch sẽ, disinfectant, khử trùng mấy cái ghế kỹ. Thì mất cũng khoảng 15-20 phút gì đó người ta mới làm xong mấy cái đó. Đấy, thì bây giờ mình mới bắt đầu lên máy bay. Thì bây giờ là tất cả mọi người bước lên máy bay là phải đeo khẩu trang các bạn. Phi công, tiếp viên, hành khách bắt buộc là phải đeo khẩu trang hết. Hi.
Welcome. Hi, hi. Hi. Ok các bạn. Ok thì các bạn thấy đây chuyến bay cũng khá là đông á. Nói chung là mình nghĩ là chắc họ gom là họ gom cái chuyến bay này bạn. Bình thường có thể là họ thí dụ đi một ngày họ có thể bay mấy chục chuyến. Nhưng bây giờ một ngày họ có thể gom lại chẳng hạn bay vài chuyến thôi thì họ sẽ tập trung một số giờ để người ta đặt vé. Thì cho nên là các bạn thấy thì người ta gom lại cho nên đi cho nên trên chuyến bay nó khá là đông hành khách. Đấy, thì gia đình mình ngồi nguyên một hàng luôn, cũng không có ngồi gần với ai hết, cũng ok. Đấy, thì lên đây thì phải đeo khẩu trang nè các bạn. Thì chuyến bay này từ Atlanta đi tới cái thành phố ở một cái tiểu bang khác nữa. Bây giờ tới mình sẽ cho các bạn biết, nếu các bạn để ý bên ngoài thì các bạn sẽ biết cái thành phố nào mình hiện tại đang đi tới ha. Thì sẽ bay tới đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Right. Ok các bạn, thì lần đầu tiên mình đi hãng Spirit luôn. Thì mình thấy cái ghế của nó, nhìn cái ghế của nó, cái màu ghế của nó giống mà hãng American Airlines Na Ná vậy, cái màu đó vậy ha. Nói chung là ok, về cái những cái ghế thì mình thấy ok đó, cũng không có chật lắm. Đấy. Còn máy bay thì nhìn nó hơi cũ một chút, tại vì máy bay giá rẻ thì mình thấy cũng có những máy bay màu vàng. Thì hãng Spirit là màu vàng thì một số máy bay màu vàng mình thấy rất là mới, có thể là tùy cái máy bay thôi màu vàng. Thì để mình coi đi chiếc máy bay gì đây. Như chiếc Airbus A320 các bạn. Đây thì có hãng Spirit. Đấy thì mình nghĩ thì bây giờ ít chuyến bay lắm cho nên thì chắc mấy nhân viên mà không lưu chắc cũng ngồi chơi nhiều. Để máy bay tự bay thôi. Không cần điều khiển. Thì nó giỡn vậy thôi nhưng mà mình nghĩ chắc nói chung thì bây giờ bay đi các chuyến bay nó sẽ giảm cái tần suất lại như hồi trước các bạn, nó không có bay dày đặc như hồi xưa nữa. Nhưng mà tuy nhiên ở nước Mỹ thì rất là rộng các bạn, 50 tiểu bang như 50 quốc gia để người ta đi tới đi lại, đi qua tiểu bang này qua tiểu bang khác rất là nhiều. Thì cho nên thì các chuyến bay mình thấy trên các màn hình đấy các bạn thấy cũng rất là nhiều chuyến bay. Welcome các bạn đã tới thành phố Houston của tiểu bang Texas các bạn. Thì sau khoảng gần 2 tiếng ngồi trên máy bay với cái khẩu trang ở trên mặt thì cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Thì nào giờ chưa nào giờ đi máy bay mà để khẩu trang lên mặt hết nên cảm thấy dễ chịu lắm. Thì sau 2 tiếng thì mình cũng đã tới thành phố Houston của tiểu bang Texas. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình tới thành phố Houston của tiểu bang Texas luôn. Thì đây là tiểu bang lớn thứ 2 tại nước Mỹ. Và còn những cái điều thú vị thì ở phía trước nữa thì những cái video sắp tới thì Brian sẽ chia sẻ cho các bạn những ngày mà Brian sẽ ở lại thành phố Houston để mà chơi. Thì rất hy vọng các bạn sẽ đồng hành nha. Alright, còn bây giờ thì mình sẽ đi mướn xe để mà chạy về nhà của người thân tại khu vực ở Houston của tiểu bang Texas các bạn.